Tiếp theo là thông tin về nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp là điểm sáng trong thu hút vốn FDI. Nhu cầu thuê đất công nghiệp vẫn tiếp tục sôi động từ năm 2023 đến năm 2026. Miền Bắc dự kiến sẽ đón nhận 1,4 triệu mét vuông nhà xưởng và 0,7 triệu mét vuông nhà kho. Thì đối với nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam, như tôi đã nhận định trong các livestream trước đây, thì dự kiến là cái nhu cầu thuê bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam của các cái tập đoàn lớn như là Samsung hay là LG và thậm chí là của các cái tập đoàn lớn của các nước khác đến Việt Nam thì cũng sẽ gia tăng. Và chính vì vậy nên là tôi cũng đã khuyến nghị đầu tư vào hai cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, đó là IDC và KBC. IDC thì tôi khuyến nghị trong room tư vấn của khách hàng ở vùng giá khoảng 42 khi mà giá cổ phiếu đang đi ngang tích lũy với thanh khoản thấp. Và ngay lập tức là giá cổ phiếu đã có sự bùng nổ vào phiên ngày 1 tháng 8. Break khỏi nền và kèm theo khối lượng khớp lệnh cây vôn rất là lớn, thể hiện là dòng tiền lớn tham gia vào cổ phiếu. Và cổ phiếu IDC thì với cái tiềm năng của ngành bất động sản khu công nghiệp, cũng như là IDC là một doanh nghiệp mà vẫn còn cái diện tích đất khu công nghiệp chưa cho thuê khá là lớn so với trong ngành, gần như là lớn nhất trong ngành, thì tôi vẫn khuyến nghị nắm giữ trung hạn đối với cổ phiếu IDC. Ngoài ra thì ở đồ thị tuần chúng ta cũng có thể thấy được rằng là giá cổ phiếu mới bắt đầu break khỏi nền tích lũy và chỉ báo Bollinger Band thì mới bắt đầu mở ra và giá cổ phiếu bám đường Band trên. Nó thể hiện về cái xu thế trung hạn của cổ phiếu vẫn sẽ là một cái xu thế tăng và nhà đầu tư hoàn toàn có thể tham gia vào cổ phiếu IDC khi mà giá cổ phiếu mới chỉ bắt đầu break khỏi nền tích lũy và khuyến nghị nắm giữ trung hạn đối với cổ phiếu IDC. Ngoài ra thì ở đồ thị tuần chúng ta cũng có thể thấy được rằng là giá cổ phiếu mới bắt đầu break khỏi nền tích lũy và chỉ báo Bollinger Band thì mới bắt đầu mở ra và giá cổ phiếu bám đường Band trên. Nó thể hiện về cái xu thế trung hạn của cổ phiếu vẫn sẽ là một cái xu thế tăng.